Thưa quý vị và các bạn, Hưng Yên đã chính thức bước vào mùa thu hoạch nhãn năm 2022. Thời điểm này, các tour du lịch nông nghiệp đã góp phần hiệu quả trong việc quảng bá và tiêu thụ sản phẩm nhãn cho các địa phương. Sáng ngày 20 tháng 8, một số đoàn khách du lịch từ Nghệ An và từ 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng đã có mặt tại các vườn nhãn ở thành phố Hưng Yên. Họ chia sẻ đây là điểm đến đầu tiên trong tour du lịch tại Hưng Yên. Việc được tham quan, chụp ảnh, nghe giới thiệu về quy trình thâm canh nhãn, cách phân biệt các giống nhãn và thưởng thức đặc sản nhãn lồng Hưng Yên ngay khi vừa hái xuống đã khiến du khách rất thích thú và hài lòng về chuyến đi. Chúng tôi ở các tỉnh thì không biết là xuất xứ của từng cái loại nhãn, nhưng mà đến với nhãn ở Hưng Yên thì chúng tôi được thăm là tại vườn, được chảy các cái quả nhãn ở tại trên cây và được thưởng thức và được giới thiệu các cái loại nhãn như là nhãn đường phèn, nó có một cái vị khác, hoặc là nhãn hương chi, có nghĩa là chúng tôi được ấn tượng là biết được xuất xứ và các cái vị của từng cái quả nhãn và được trực tiếp là tham quan cũng như chụp ảnh hoặc hái các cái quả nhãn từ trên cây xuống thì chúng tôi thích hơn. Rất là ấn tượng, một cái quy mô rất là rộng, hai quả và chúng tôi cũng đã được thưởng thức, cảm giác rằng cái vị nhãn ở Hưng Yên nó có một cái nét đặc trưng rất là ấn tượng, rất là khác, chỉ có Hưng Yên mới có. Để thu hút các đoàn khách du lịch đến tham quan trải nghiệm tại vườn, bên cạnh việc không ngừng nâng cao chất lượng mẫu mã quả nhãn, khuôn viên vườn nhãn, các nhà vườn đã chủ động tìm cách quảng bá thông tin, hình ảnh và dịch vụ du lịch trải nghiệm nhà vườn qua các kênh giới thiệu của bạn bè và trên các trang mạng xã hội. Khi đã có được những trải nghiệm thú vị và sự tin tưởng, lúc ra về, các đoàn khách du lịch đều mua nhiều nhãn về làm quà. Vụ nhãn đã đi được ra một nửa. Đoàn chúng tôi đón đoàn này là gần 20 đoàn khách đến tham quan các đoàn du lịch của các tỉnh như Hải Phòng, Nam Định, Hà Nội và các tỉnh lân cận, thì rõ ràng là đem lại cái tăng giá trị thu nhập cho các hộ nông dân làm các cái mô hình du lịch như này. Các đoàn khách thì hầu như là của các tỉnh bạn, thì mình sẽ quảng bá được cái thương hiệu của nhà vườn cũng như là đặc sản nhãn lồng Hưng Yên đến khách hàng trên các tỉnh. Hiện nay hợp tác xã chúng tôi cũng như nhà vườn là cũng rất mong muốn chính quyền địa phương cùng các cấp các sở ban ngành là cũng quan tâm đến cái hướng phát triển du lịch nông nghiệp cho bà con nông dân để tạo lên cái giá trị cái sản phẩm của Hưng Yên. Có thể nói sản phẩm nhãn lồng đặc trưng của tỉnh đã tạo sức hút đặc biệt đối với các tour du lịch đến với Hưng Yên thời điểm này. Đối với các nhà vườn thì việc bán nhãn cho khách du lịch cũng góp phần gia tăng giá trị kinh tế. Điều đó cho thấy việc gắn kết các tour du lịch với việc tiêu thụ nông sản sẽ góp phần quan trọng trong việc quảng bá, nâng cao giá trị nông sản của tỉnh.